bị kén nhất lỡ nhận ra con không giống ba từng ước mong, chắc con no đó dưới tay ba rồi. Ba con nhớ không ngày con trốn học tập thành chiếc skateboard rồi té u đầu mẹ hết chán, nhận ra con không giống ba từng ước mong, thương đâu con bị cấm cung luôn rồi. Rồi con biết yêu và con biết đau, rồi nghe chia tay con hòa khóc như một đứa ngốc nghếch. Điều con đam mê không giống ba từng ước mong, cho con ra đường ở luôn cho rồi. Rồi nghe con dẫn về người mà con muốn cùng chặng đời bên nhau, dù giàu có hay là lúc khốn khó. Người con thương không giống ba từng ước mong, tưởng đâu ba từ đứa con này rồi. Dù cho con không giống ba từng ước mong, nhưng ba chưa từng trách con một lời. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Sao cô biết trên đời này không có con sư tử nào có cánh? Nhà tôi có một con nè. Hôm nào cô rảnh cô tới đây, tôi cho cô coi. Hạnh phúc nghe, con gái của ba.